Hello, xin chào cô bác chị em nha. Hôm nay em quay cho cô bác chị em tham khảo mấy cái động cơ của bác chị em. Đây có một khách ông cũng mua máy của em cũng rất là nhiều cái rồi, mà ổng cũng chưa có dịp lên trên tiệm của em á, cho nên là ổng kêu quay sơ mấy cái động cơ trong nhà cho ông xem. Thì sẵn em quay luôn, ngày cũng hơi tối quá chị em. Thì đây em cũng còn rất là nhiều động cơ quá chị em. Cơ thì giờ cơ bản là em nói những cái con máy cơ bản đi ha. Cơ bản là 3T 84, 82, nói chung là từ 75 đến 84 mình có đủ lốc xám nha. Con này cũng V1501, con này thì của Xuân tắc lỗ 5 nha, con này 6D 14, con này dài mình nói chung là cũng có là nhiều 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 máy quá em. Con này là 202, con này cũng mới về chưa quay quá nha. Chung là máy cũng cũng còn một số cũng hơi khá khá đó nha nha, cũng như cái mấy cái video hôm vừa rồi em nói đó, kết nối đồng em hàng hà rất là nhiều quá, mấy trăm nha. Nhưng mà mấy cái bộ phát điện thì em giá kết nối của máy liên hợp á, kết nối gin á, cài cho nó bền nên là cho nó mát máy quá chị em. Hơi tối xíu quá chị em, thì sẵn quay cho ông bạn mình luôn. Bạn mình cũng muốn cũng không biết như thế nào mà ý ổng muốn 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 xem mình máy móc như thế nào á, sợ đôi khi ổng cũng nghĩ kiểu như là mình quay chỗ máy bãi khác là kia nọ kiểu gì đó mình gì đó, thôi cho nên em quay luôn. Chứ video này thì cũng không có ý phèo khoang hay là nó kia kia quá em, mình cũng không có nhiều máy quá em, cho nên mình không có gì để phèo khoang, không có nhiều đâu. Thì sẵn đây em quay mấy bộ phát điện luôn. Bộ này thì em mới hoàn thiện xong, con này V1505 ha, chạy cổ phát là 10 16K quá chị em, 16K. Thì con này em cho 50 A nha, 50 A là có bán chị em chạy được T40 luôn đó, chạy rất là khỏe quá chị em nha. T40 nha, T40 là ba điện 380 quá chị em, chứ không phải là T40 mà 220 thì dễ quá chị em. T40 mà sạc 220 thì Long Dịch máy nào chạy cũng được hết, 380 mới là căng quá chị em ha. 380 mà chạy nhẹ nhà đàng hoàng thì rất là khó. Con này thì V203, con này mình chạy 70 A quá chị em. Con này sẽ cũng phát 25K. Con này là chạy 70 A nha. Đây, còn con này thì mình chạy cái Kuta ba máy bê tông 85 ly quá chị em ha. Thì nó là chạy cho cũng phát 10K. Thì con này chạy 30 38 A, con này chỉ sạc T30. Đó. Mà giá thành thì nó nới hơn quá chị em nha. Giá thành nó thấp hơn. Nói vậy trong đây cũng còn một số máy lắp cốc lan can quá nha em ha. Đó, nói vậy quá chị em là có nhu cầu mua thì ủng hộ giùm ha. Đó. Thì cơ bản thì em muốn cho quá chị em biết mà em cũng có một chút máy của chị em để quán an tâm, chứ để đôi khi quán chị em hiểu lầm á, kiểu như là mình có một cái máy mình bán, hai cái máy mình bán, cái mình đi đi lấy đi đi, đi mượn đồ này mượn đồ kia gì em bán á, để cho quá chị em khi mua an tâm hơn. Đó. Máy dầu em cũng có một số máy dầu anh em ha. Đó, thì mấy bộ phát điện này thì em cũng làm dao cũng 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 là cũng không kịp quá chị em. Kiệt ơi, xe năng hết bình sao Kiệt ơi? Anh ơi, tắt cái đèn cái xe năng anh ơi. Thì mình làm dao cho nên mình cũng không có kịp. Bữa mình làm một bộ 1703 mình cũng bán về Tây Ninh. Cho nên mình cũng không chưa kịp quay luôn. Hôm bữa đó mình quay mà mình quên ghim mic vô cho nên mình không có tiếng luôn, cái gì mình không có đăng cho quá chị em xem. Thì thế cho nên là cô bác chị em có nhu cầu mua thì ủng hộ giùm mình rất là mang ơn nha. Thì cũng cảm ơn quá chị em rất là nhiều đã lựa chọn cái kênh YouTube thì máy tự hảo xem, em cũng rất là mang ơn. Thì hiện tại em còn ba bộ này thì giá nó cũng ok lắm. Nếu con sạc kiên T30 không thì giá sẽ nới quá chị em, còn nói mà mình muốn ra công suất cao thì giá nó cao hơn. Thì nói chung cái gì cũng vậy quá chị em ha, không có gì rẻ mà tốt được đâu. Đó. Cái gì không có rẻ mà tốt được. Thì gần như cái bộ con tua nhanh nè, con tua nhanh đây, tắt cái đèn hết bình thôi, tắt máy mà tự cháy nút gạt á. Cái tua nhanh thì giá sẽ rẻ hơn quá em. Con 3T75 thì con này là nó 25K thì giá của nó rẻ hơn. Bộ này thì có thể khoảng ba mấy triệu quá em. Tua nhanh thì giá nó rẻ, lý do là nó cái lượng dầu nó hao hơn quá em, tại mình chạy
năm này tháng nọ, cái thứ nhất, cái thứ hai là nó không có 380 cho em. Mấy cái dòng mà của phát cái đĩa thì nó chỉ có 220 thôi. Mình muốn xài 380 phải đấu là 380. Mình phải đấu thêm ABG thì nó mới xài được của anh chị em ha. Mà nếu mình đấu thêm thì cái độ bền nó sẽ không có cao. Thì em bán em nói thiệt cho đó của anh chị em, tùy của anh chị em mà nhận định thôi. Đó. Tại vì cái gì mình chế thì không có gì mà được hết. Có gì đó. Thì có anh chị em muốn mua thì em sẽ làm nhãn chi bán cái nước rồi lên cho có anh chị em. Còn nếu mà có anh chị em mua làm nhà thì giá sẽ rẻ hơn. Đó vậy. Còn của anh chị em muốn đấu 380 thì đấu giùm của anh chị em. Cái đó làm khoảng 2 tiếng hồ là xong. Đó vậy. Thì nói chung điện thì em cũng 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 không phải là thợ điện quá kia, nhưng mà em biết 95% về điện nha. Em cũng cây nhà lá vườn nhưng mà tìm hiểu gì đó 95%, cho nên là em không có tè vấn đề gì hết. Biết sao quá em không? Biết sao em nói gì không? Tại vì mình không biết, mình nói mình không biết quá em. Mình không phải thợ, mình nói là không phải thợ, chứ đôi khi mình nói mình thợ đó mà mình làm nó kiểu như là tào lao mới lao á, cái chúng là chúng cười chết luôn á. Tại vì cái gì á, cái lời nói mà nó phải đi đôi thực hiện quá em. Khi mình nói quá sơ sơ á, cái đầu mình làm không có đúng á, nó kỳ lắm. À là mình không biết, à mình nói mình không phải là thợ, cái không thợ người ta không chấp nhất quá em nha. À tôi không phải là thợ nhưng mà tôi biết 95% không phải là thợ thì nó khác. Còn nói tôi là thợ mà nó khác, thợ nó khác, thợ cũng là 57 kia á, mà tôi không phải là thợ nhưng mà tôi biết 95% đó vậy thôi. Thì cái đó em nói là thật sự quá em nha, nói thật sự nha. Cái video này em nói là thật sự là bản thân của em, chứ em không ám chỉ ai, ám chỉ người nào, có mà chẳng người nào bậy đâu ám chỉ. Nói chung là anh em là nói chung là cũng không ai bậy đâu mà ám chỉ. Thì thế cho nên là em nói gì đó, em không phải là thợ nhưng mà em biết 95% về cái phát điện, về đấu phát điện đó. Cái gì nghe kỹ nha. Rồi, vì sao cũng rất cảm ơn quá chị em rất là nhiều. Và thời gian qua có chị em cũng theo dõi kênh máy tiền em rất là nhiều quá chị em. Cũng ủng hộ em cũng rất là nhiều, em rất là cảm ơn. Cũng cảm ơn rất là nhiều khi đã lựa chọn cái tiền máy kênh YouTube thì máy tiền em nha. Cảm ơn nhiều lắm. Rồi nhờ có máy chị em mà em cũng có cái cầm áo á, em rất là cảm ơn quá chị em. Nếu mà chị em không ủng hộ thì nó tọc cái màu luôn. Rồi, cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha. Chắc ngày mai em làm thêm một lên thêm một bộ nữa, em cho cái bình dầu màu. Ngày mai mình cho màu gì? Ngày mai mình cho màu xanh đi. Giờ đây mình có cái màu màu xanh đó rồi. Ngày mai mình cho một cái màu tím, xanh màu đỏ màu vàng. Ngày mai mình lên một bộ màu tím luôn quá em. Thì các cô khác thì mình cũng có sẵn quá em, cũng rất là nhiều nha, dự bị rất là nhiều để khi mà mình cần á mình lắp vô. Mình cần mà lắp vô cái gì mình cũng có sẵn nhiều lắm, mà cũng phát là Trung Quốc quá anh em nha. Có anh em cứ nghĩ là của Ý hay là của Nhật, của Pháp, của Anh gì đó thì có em nghĩ, nhưng mà em bán thì Trung Quốc, ở Trung Quốc phát cho em nha. Sao nó vậy người đi, mà được cái được có cái là cái khâu bảo hành nó dài, bảo hành tới 12 tháng nè. Mà có anh em trục chặt là em đi đến nơi đến chốn sửa xử lý cho có anh em nữa, thì đó là cái điều rất là ưu đãi cho quá chị em nha. Chứ không phải là quá chị em bị trục trặc này, em phải chở đến đây mấy trăm cây số quá chị em nha. Thành ra vì chỗ đó mà quá chị em phải mà quan tâm về vấn đề đó nha. Vấn đề mà xài 1-2 năm mình bị sự cố đó thì người ta có còn mà quan tâm đến mình hay không. Nếu mình muốn mà có giữ cái thương hiệu mình lâu bền á thì mình phải quan tâm đến khách hàng. Alo cái là mình nếu mà trễ thì trễ là cũng một ngày mình sẽ tới quá nhiều ha, để công ăn việc làm của người ta mà. Nhưng mà mình nói là nói vậy thôi, mình nói là nó hờ á, nó hờ thôi, chứ thực chất là mình chưa có bị cái vấn đề đó. Tại vì công sức mình đưa ra thì nó gấp đôi công sức của anh xài ở đây, thì thế cho nên mà vấn đề trục trặc thì sẽ không có xảy ra, tuyệt đối không có xảy ra. Còn mà bán mà cái gì như là FF dài á, như con này, như cái bộ này dài 38 ampe thôi, mà nếu mà cô bác chị em mua về mà xài khoảng 50 ampe thì thời gian vài tháng một năm nó hơi quá hơi cũng phát thì có chị tự chịu nha. Em nói trước chạy vẫn được đó, bây giờ anh cho chạy 45 ampe vẫn được đó, nhưng mà khi 45 ampe rồi nó còn khoảng 49 hẹp à, thế còn con này nó đang chạy 53 hẹp nè, em cho chạy 38 ampe là nó còn 51 hẹp ha. Còn nếu mà cô bác chị em mà chạy em ra cao thì nó hẹp nó được thấp vẫn được, cũng không ra khói cũng bình thường, nhưng mà có cái là nó không đủ hẹp, nó chạy nó hao nó hư thiết bị rồi nó sẽ hư cũng phát vậy thôi. Bây giờ nó nói đại nói càng thì bán quá dẹp được đó, nhưng mà em không có nói vậy. Tại mình không phải là thợ điện quá dẹp. Mình không phải là thợ điện cho nên mình phải chắc ăn những cái gì thực tế. Còn thợ điện người ta
ta nhìn người ta nghe cái là nó biết nó được không rồi, ta khỏi cần chạy thử quá nhiều. Nếu mà thợ ta không cần chạy thử, ta nhìn và biết ừ con này chạy tay 40 rồi đó, hay vậy đó. Còn em là cái nhà lá vườn, cho nên là em phải thực tế, em phải test ampere thử, coi hẹp thử coi như thế nào để chắc mới chắc cú ha, tại mình không phải là thợ đúng không anh em. Còn mà thợ người ta, ta nhìn cái ta nghe cái hơi là nó biết nó chạy được hay không rồi, nó hay vậy đó, thợ nó hay vậy đó, kỳ vậy đó. Còn em không, em bộ này em thử rồi 38 ampere chạy ok, tụt hai hẹp dòng tua trên 1.500 đúng không, bộ này chạy 70 ampere cũng tụt hai hẹp luôn, dòng tua cũng 1.500 luôn, còn bộ này chạy 50 ampere cũng vậy luôn. Thấy không, tại mình không phải là thợ, mình người phàm mắt thật quá anh em, cho nên là mình phải thử thực tế của anh em nha. Còn người ta là thợ, người ta thợ lâu ngày, ví dụ mình nói lâu năm, ví dụ anh em thợ lâu năm á là ta điện cái là biết luôn, con này chạy ok đó, ok ok, con này cũng vậy luôn, ok ok. Không thử mà biết là thợ mới được vậy quá với em, giống như mấy ông thầy á đó, nhìn nó rồi số mày không làm thế nào cũng đói, hay vậy đó, thầy nói hay vậy đó. Đó, bởi vì là em nói gần em không phải là thợ cho nên em phải thử thực tế, còn mấy chục năm nữa em là thợ rồi là không cần phải thử, không không cần phải thử, nói ừ con này lấm lúa là lấm lúa liền. À, bây giờ thì hiện giờ chưa, hiện giờ em còn người phàm mất chưa phải là thợ nha. Đó. Rồi, cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. À, video này chủ yếu là em quay để bán hàng, chứ ngoài ra không mục đích gì khác. Nên cô bác chị em nghe em nói gần nha. Không mục đích là ếm chỉ đến ai, hoặc là khoe khoang, hoặc là nói nổ, nói khoét, không có nha. Mình nói bằng thật tình nha. Mình không có nổ khoét, ủa mà mình đâu có gì đâu nổ. Mình không có gì để nổ hết, mình không có máy móc, mình cũng không có bao nhiêu cái, mình không không có gì đâu nổ. Cho nên là mình nói bằng cái thật tình của mình. Mình có sao mình nói vậy. Có gì em nha, không ếm chỉ đến ai nghe. Còn anh em nào mà xúc phạm anh em nào đó thì thông cảm. Ủa mà anh em đâu có làm gì đâu xúc phạm, vậy thôi. Nếu mà mình người ngay mình đâu có sợ gió, nói chung là mình làm mình không có gì sai, mình không sợ gì hết ha. Em cũng không ám chỉ đến một người nào nha, em nói gần nha. Rồi, em cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha, xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo nha.